Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhân Tân An Các bạn ơi, hôm nay Yến sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thêm kênh nổi bật vào trang chủ kênh youtube của mình như thế nào Đó thì cái kênh nổi bật có nghĩa là các bạn có thể là làm hai kênh hoặc là ba kênh trang chủ kênh youtube của các bạn Các bạn muốn giới thiệu với người xem cái kênh thứ hai hoặc là thứ ba của các bạn ấy những cái kênh khác của các bạn nữa thì các bạn hãy làm cái cách này. Yến ví dụ như thế này, Yến sẽ mở cái YouTube ra này. Yến sẽ vào YouTube, mở YouTube ra. Đó thì đây là cái kênh của Yến và ở phía dưới này này, mọi người kéo lên. Đó, video ngắn, video ngắn sau đó đó là đến video tải lên tiếp theo nữa là đó là kênh nổi bật đó thì đây là cái kênh yến làm cho bé nhà yến thì yến có thêm vào cái chỗ phần kênh nổi bật này để giới thiệu cho người xem biết đến cái kênh thứ hai của mình đó thì cái cách thêm cái kênh nổi bật này trên trang chủ kênh youtube của mình như thế nào thì bây giờ yến sẽ hướng dẫn cho các bạn rồi bây giờ các bạn sẽ thoát nó ra này yến sẽ xóa cái kênh nổi bật đó và sẽ thêm lại cho các bạn xem nhé ở đây các bạn mở cái ứng dụng google chrome ra chrome này đó ở trên cái giao diện như thế này các bạn bấm vào dấu ba chấm bên góc trên bên phải màn hình về trên góc này tiếp theo các bạn chuyển điện thoại của mình về dạng máy tính để bàn đó trang web cho máy tính các bạn tích v vào đây rồi bây giờ tiếp theo nữa các bạn sẽ bấm vào cái dấu ba chấm trên góc bên phải màn hình này một lần nữa đó, các bạn sẽ bấm vào chữ thẻ mới này. Cái ô trên này, thẻ mới các bạn bấm vào đây. Đó, ở đây các bạn sẽ bấm vào cái chỗ YouTube. Các bạn bấm vào đây. Các bạn sẽ bấm vào cái dấu ba chấm trên góc bên phải màn hình này một lần nữa. Các bạn sẽ bấm vào trang web cho máy tính. Rồi bây giờ chiếc điện thoại của mình đã trở về dạng máy tính để bàn rồi. À, bây giờ các bạn sẽ bấm vào ảnh đại diện kênh ở đây. Tiếp theo các bạn sẽ bấm vào YouTube Studio ở đây. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy ở trên màn hình ở đây nó sẽ có cái nút tùy chỉnh. Các bạn sẽ bấm vào cái nút tùy chỉnh kênh ở đây. Nút này các bạn bấm vào đây. Rồi tiếp theo ở đây là cái phần bố cục của kênh. Các bạn sẽ thấy ở đây này. Thứ nhất là các phần thêm vào. Ở đây các phần thêm vào thứ nhất là mục video ngắn, thứ hai là video tải lên. Tiếp theo ở phía dưới này Yến sẽ thêm kênh nổi bật vào phía dưới này, tức là một cái kênh khác của mình. Đó thì các bạn làm như sau, các bạn kéo sang ngang này. Các bạn sẽ bấm vào thêm phần kênh ở đây. Nó sẽ ra cái bảng công cụ này cho các bạn. Ở đây các bạn sẽ thấy cái phần dưới cùng này, cái hàng dưới cùng là kênh nổi bật ở đây. Các bạn sẽ bấm vào chữ kênh nổi bật này đó nó sẽ ra cái giao diện như thế này cho các bạn. Đó, các bạn sẽ bấm vào chỗ cái gương tìm kiếm này tìm một kênh YouTube bất kỳ các bạn bấm vào đây. Các bạn gõ cái tên kênh thứ hai hoặc là thứ ba của các bạn đó. Các bạn gõ tên kênh thì nó sẽ ra. Ở đây là phía dưới này là những cái kênh mà nó sẽ xuất hiện có cái tên giống tên của mình. Đó, giống tên kênh hoặc là gần giống với tên kênh của mình. Thì anh em Bin Bin đây là cái kênh thứ hai của Yến và Yến sẽ tích V vào đây. Đó, nó sẽ hiển thị lên cái kênh của mình và mình sẽ tích V vào đây vào cái ô vuông này. Đó, khi tích V vào đây rồi thì ở đây thu nhỏ nó lại. Và các bạn sẽ nhìn sang phía bên tay phải của các bạn sẽ thấy là nó xuất hiện cái tên kênh ở phía bên này. Đó, những kênh trong phần này. Đó, nó sẽ hiển thị lên những kênh trong phần này. Đó, đó là kênh anh em Bin pin. sẽ nằm trong cái phần kênh nổi bật. Đó, nếu mà lỡ tay, ví dụ các bạn bấm thêm một cái một cái kênh khác nữa. Ví dụ các bạn bấm cái kênh này, đó. Kênh này và các bạn chuyển sang thì các bạn thấy hai kênh hoặc là ba kênh nó xuất hiện ở phía bên này. Có nghĩa là các bạn nhớ tay các bạn bấm nhầm ấy thì các bạn sẽ quay sang phía bên này. Đó các bạn à, xóa cái dấu tích V này đi. Đó, xóa cái dấu tích V này đi vì tay mình bấm nhầm ấy. Các bạn xóa dấu tích V này đi thì nó sẽ không còn ở phía bên phải này nữa. Đó. Chỉ còn lại mỗi kênh của mình thôi. Đó, khi đã xong rồi thì các bạn sẽ nhìn xuống phía dưới bên góc bên phải màn hình. Ở đây các bạn sẽ bấm vào cái chữ xong này này. Đó, các bạn bấm vào chữ xong để lưu nó lại. Rồi khi các bạn bấm xong thì nó sẽ hiển thị ngay là cái kênh nổi bật ở đây. Đó. Nó sẽ hiển thị ngay kênh nổi bật của mình ở đây. Nếu các bạn muốn cái kênh nổi bật của mình nằm ở vị trí này hay là nằm ở đây, phía trên này hay là trên này thì các bạn sẽ xóa những cái phần kênh ở phía trên này. Rồi các bạn thêm kênh nổi bật vào thì nó sẽ nằm phía trên. Còn ở đây thì Yến cho nó ở phía dưới này. Đó. Khi đã xong rồi nó đã hiển thị lên trên cái kênh của mình là kênh nổi bật rồi Thì các bạn sẽ bấm vào trên góc bên phải màn hình ở đây là xuất bản Mình sẽ xuất bản để lưu cái chỉnh sửa mình vừa làm xong Đó cái thao tác mình vừa làm xong mình sẽ lưu nó lại Thì các bạn sẽ bấm vào chỗ xuất bản này Yến sẽ bấm vào đây Đó các bạn nhớ là xuất bản nó ra để nó lưu Đó áp dụng đã được thay đổi đã lưu lại rồi thì nó mới lưu còn nếu các bạn quên bấm thì nó sẽ không lưu đâu rồi nó nó đã lưu rồi bây giờ chúng ta sẽ thoát ra yến sẽ vào kênh để kiểm tra lại một lần nữa xem đã có chưa nhé yến sẽ bấm vào youtube mở cái ứng dụng youtube ra rồi ở đây yến sẽ kéo cái này lên để xem là nó đã xuất hiện chưa nó chưa xuất hiện các bạn chờ một xíu để nó lưu đã nhé các bạn chờ xíu để nó lưu đã, một lúc nữa sẽ có. Chúng ta sẽ chờ. Rồi bây giờ mình đợi 5 phút rồi, bây giờ mình vào kênh mình kiểm tra xem đã xuất hiện kênh nổi bật của mình chưa nhé. Mở vào Youtube này. Rồi đây là cái kênh của mình này, mình sẽ kéo nó lên. Đó thì nó đã xuất hiện cái kênh nổi bật của mình rồi Các bạn cần phải đợi khoảng tầm 5 Nếu mà lâu thì khoảng 10 phút Không thì là khoảng 5 phút sau Thì nó sẽ cập nhật trên kênh cho các bạn Nếu các bạn vào mới cài đặt xong vào kênh của các bạn Các bạn kiểm tra chưa thấy Thì để một lúc nữa nó sẽ cập nhật cho các bạn nhé Nó cần thời gian để cập nhật Đó rồi rất là đơn giản đúng không rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Yến. Nếu các bạn thấy cái video này hay, hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Yến ra nhiều video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ạ.